Xin chào các bạn, trên tay mình đang là sản phẩm công tắc cảm biến dạng đông, có mã là CT01PR300W. Mặt phải sản phẩm có ghi thông số kỹ thuật và đặc điểm của công tắc cảm biến, có giải nhiệt độ hoạt động từ âm 10 đến 40 độ C. Sản phẩm được tích hợp cảm biến PR và cảm biến ánh sáng. Mặt trái sản phẩm sẽ là hướng dẫn sử dụng của công tắc. Phía trên là các ứng dụng sản phẩm có thể lắp được ở phòng vệ sinh, khu vực nhà bếp, khu vực hành lang, khu vực cầu thang và cửa ra vào. Ngoại quan thì mình thấy cái mẫu mã bao bì khá là đẹp và vỏ hộp thì rất là chắc chắn. Sản phẩm được làm bằng nhựa APS có đặc tính cứng, rắn nhưng không giòn, cách điện. Vì vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Công tắc có thể xoay dọc 90 độ, xoay chiều ngang 360 độ. Có một phần theo mình khá quan trọng mà sản phẩm này có, đó là phần thời gian. Sau khi mà cảm biến bật sáng sau 3 giây đến 15 phút, cảm biến sẽ tự động tắt nếu bạn không còn đứng trong phạm vi nhận diện của cảm biến nữa. Điều này sẽ tiết kiệm được khá nhiều điện năng sinh hoạt của bạn hàng ngày. Công tắc cảm biến được đấu nối vào một thiết bị hoặc nhiều thiết bị thì nó sẽ điều khiển bật tắt của hệ thống đèn có công suất dưới 300W. Hiện tại mình đặt chiếc công tắc này ở vị trí cửa ra vào phần trong nhà, nhưng mình thì mình tích hợp tất cả các đèn phòng khách. Vì mình thích mỗi khi trở về nhà thì mọi thứ sẽ bừng sáng đón mình về. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn về sản phẩm công tắc cảm biến, hy vọng nó sẽ giúp ích cho ngôi nhà của bạn.